Ông Nguyễn Anh Dũng, họ và tên thường dùng Nguyễn Anh Dũng, họ và tên khai sinh Nguyễn Anh Dũng. Ngày tháng năm sinh ngày mùng 5 tháng 11 năm 1976. Giới tính nam. Quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Quê quán xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số 28, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân 001 076 003 366, ngày cấp ngày 27 tháng 11 năm 2014, cơ quan cấp, Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, dân tộc kinh, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành tài chính tín dụng, học vị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ C, nghề nghiệp hiện nay công chức, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Đông Anh, nơi công tác ủy ban dân huyện Đông Anh, ngày vào đảng ngày 10 tháng 7 năm 2003, ngày chính thức ngày 10 tháng 7 năm 2004, số thẻ đảng viên 05147216, chức vụ trong đảng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện Đông Anh, tham gia làm thành viên của tổ chức đoàn thể, công đoàn cơ quan, ủy ban dân huyện Đông Anh. Tình trạng sức khỏe tốt, các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, danh hiệu Người tốt việc tốt tiêu biểu của thành phố Hà Nội bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, không bị kỷ luật, không có án tích. Là đại biểu Quốc hội, không, là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt quá trình công tác: từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 3 năm 2005, cán bộ, chuyên viên phòng tài chính huyện Đông Anh, phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối chính quyền, ủy viên ban chấp hành huyện Đoàn Đông Anh. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối chính quyền, Ủy ban dân huyện Đông Anh. Từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 6 năm 2009, Phó Tránh Thanh tra huyện Đông Anh. Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2012, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Đông Anh. Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 7 năm 2014, Bí thư chi bộ Tránh Thanh tra huyện Đông Anh từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 9 năm 2020. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối chính quyền, Ủy ban dân huyện Đông Anh, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, Phó Bí thư Đảng ủy khối chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Đông Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Ủy ban dân huyện Đông Anh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Đông Anh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đông Anh.